Ngày 21 tháng 8, Công an xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 13,5 triệu đồng đối với tài xế và 11 người trốn trên xe tải để vượt chốt kiểm soát. Trước đó, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 20 tháng 8, tổ tuần tra Công an xã Gia Tân 1 phối hợp với Công an xã Phú Cường, huyện Định Quán phát hiện có 11 người đang bốc xếp chôm chôm lên xe tải. Qua kiểm tra, lái xe Hoàng Văn Thanh, 26 tuổi, quê Sơn La và phụ xe Nguyễn Văn Nghĩa, 30 tuổi, quê Hưng Yên có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19. Còn 11 người bốc xếp cùng trú tại thành phố Long Khánh đều không có giấy xét nghiệm theo quy định. Qua test nhanh, cả 11 người đều có kết quả âm tính với COVID-19. Bước đầu, cơ quan công an xác định lúc 6 giờ 30 phút ngày 20 tháng 8, khi biết xe tải do Thanh điều khiển đi chở chôm chôm, 11 đối tượng bốc xếp chôm chôm đã lén trốn lên thùng xe tải để thông chốt kiểm soát. Làm việc với cơ quan chức năng, Thanh thừa nhận cho 2 người đi nhờ, còn 9 người còn lại lợi dụng sơ hở đã tự ý leo lên thùng xe. Công an xã Gia Tân 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính, không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người có nguy cơ mắc bệnh dịch, đối với 11 người trốn trên thùng xe. Riêng tài xế Thanh trốn tránh không khai báo người trên thùng xe khi đi qua chốt kiểm dịch có hành vi vi phạm, cản trở hoặc không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm soát của người thi hành công vụ.